đó đã đi thu được một lần thả đấy. Hai chị ớt đấy mà tự. Hai chị mình sợ mán cái đường đường mở bên đấy. Phải không mà đi. Phải không có lạc không được. Cái nghề đó mấy lời là bốn đứa mà làm đâu về cho ngon chặt cua nè bọn mình chặt tiếp cái này chặt cua kêu lời phun đọc cua trong và hai cái bút thế mà đọc đấy nó má hai rồi đang ai chặt cua rồi chúng ta một nó chặt cua cua